biến xác tụi tao ra. Tại sao tụi mày cứ liên tục giết chết đồng loại của tao? Bây giờ chúng tao là những sinh vật Skibidi cuối cùng mà chúng mày cũng không tha. Cầm mồm, chúng mày là lũ quái dị tại hành tinh sống này. Bọn tao đã tiên tri được một trong chúng mày sau này sẽ giết sạch bọn tao. Do đó bây giờ bọn tao cần phải ra tay thủ tiêu chúng mày trước. Đừng mà, đừng mà. Những lời tiên tri đó chỉ là mê tín mà thôi. Tại sao chúng mày không để bọn tao sống sót bình yên trên hành tinh này chứ? Bọn tao hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, chỉ sống trong bản thân của mình, không làm hại bất cứ loài nào trong chúng mày đâu. Hãy tha cho bọn tao đi. Tiến lên nào, giết sạch lũ Skibidi Man này đi anh em. Đừng cho bọn chúng là mối họa sau này của chúng ta. Chết tiệt, tôi sẽ liều mạng với bọn chúng. Cái cậu bao chia đã chạy đi. Chúng mày định chạy đi đâu? Lũ khô kim, các người ép bọn ta tức nước vào bờ. Không, Speaker Woman, PC Man, chết tiệt. Mày kia, có một đứa sống sót bỏ chạy kia, chắc, nó chính là mối họa nguy hiểm sau này. Bọn chúng đâu rồi? Không lẽ bọn chúng đã bị mất dấu mình? Thoát rồi. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với loài Skibidi Man chúng con như thế? Chúng con luôn sống hiền lành tại hành tinh này, tại sao ông trời lại sinh ra lũ quái vật chết tiệt đó muốn giết chúng con chứ? Thứ gì phát sáng đằng kia vậy? Wow, đẹp quá, nó thu hút mình quá. Mình muốn tới đó để xem thứ đó là gì. Mình còn sống, nhưng thứ ánh sáng này đưa mình đi đâu thế này? Wow, nơi này nhiệt độ ấm áp quá, thật dễ chịu. Đằng kia còn có nước và cây xanh nữa kìa. Trời đất ơi, những thứ đó vô cùng quý giá tại nơi ở của mình. Khoan, hình như là những Skibidi Man, giống như những đồng loại của mình. Chết tiệt, sao nơi này xuất hiện nhiều thế? Không lẽ Này, ngươi là ai? Sao ngươi lại tới được đây? Có kẻ còn sống. Tôi là một Clockman bình thường ở một hành tinh lạnh giá. Đột nhiên tôi phát hiện ra một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Tôi chui vào ánh sáng đó thì được tới đây. Chết tiệt, bọn ta liều mạng mở cánh cửa không gian đó, không lẽ đã đặt nhầm chỗ? Sao lại tới đây một tên vô dụng thế này? Nhưng rốt cuộc các ngươi đang gặp vấn đề gì vậy? Tại sao có nhiều Skibidi Man chết thế này? Bọn ta là những camera Eretic cổ đại sống ở hành tinh này rất lâu rồi. Cả mấy trăm ngàn năm nay đột nhiên xuất hiện lũ quái vật rất kỳ lạ. Bọn chúng muốn giành giật sự sống thức ăn của bọn ta nên đã săn bắt bọn ta, giết bọn ta. Bọn ta không còn cách nào khác, chỉ biết tạo ra cánh cổng không gian xuyên sang vũ trụ khác, học cầu cứu một sinh vật nào đó tới đây cứu. Nhưng thật không ngờ lại là tên vô dụng như ngươi. Cái gì chứ? Các ngươi không lẽ cũng giống như ta? Hành tinh của ta cũng bị lũ quái vật ở đó truy sát, đòi giết bọn ta vì bọn ta là mối họa sau này của bọn chúng. Ta không nhẫn nhịn được nữa rồi. Được rồi, vậy thì ta sẽ liều mạng giúp các ngươi giết lũ quái vật đó. Cái gì? Ngươi dám hay sao? Hay lắm. Vậy được rồi, trước sau gì bọn ta cũng chết. Nào, hãy nhanh chóng ăn lấy thịt của bọn ta đi. Tỷ của bọn ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn đó. Hãy làm đi. Sẽ giúp tôi mạnh hơn hay sao? Vậy được rồi, tôi xin lỗi các ngươi. Tôi phải mạnh hơn để báo thù cho các ngươi, rồi sau đó quay về hành tinh của mình, giết sạch lũ quái vật ở đó, báo thù cho các đồng loại của tôi. Đúng là như vậy rồi. Đã có kỳ tích chiến lạ xảy ra trên người của tôi. Người của tôi to hơn, bên trong hoàn thiện hơn. Wow, không lẽ tất cả là nhờ thứ tỷ trong những Skibidi Man? Vậy mà bí mật này mình không bao giờ biết được.
cho đến khi những sinh vật ở đây nói cho mình biết. Được rồi, được rồi, đi tìm lũ quái vật ở hành tinh này, giết sạch bọn chúng, rồi quay về hành tinh của mình báo thù nào. Đau quá, đau quá, cảm ơn cả cho bọn tôi. Trời đất ơi, đằng này cũng rất nhiều cameraman Eretus đã chết. Khốn kiếp, chắc chắn lũ quái vật đó quanh đây mà thôi. Đằng, đằng kia, mẹ kiếp, sao bọn chúng to lớn thế? Chết hết đi, lũ rác rồi. Chúng mày không xứng đáng sống ở nơi đây đâu. Cái thứ gì kia, sao lạ vậy? Nhưng bọn chúng định tới đây giành lãnh địa với chúng ta. Giết thứ đó luôn đi. Dừng lại, dừng lại. Lũ quái vật màu xanh gớm ghiếc kia. Mặc dù nơi đây không phải là hành tinh của ta, nhưng dẫu gì bọn họ và ta cũng đều là những Skibidi Men, coi như là đồng loại với nhau. Ta hôm nay không thể nào đứng nhìn lũ khốn kiếp các ngươi giết chết họ. Ta phải giúp họ báo thù, giết sạch các ngươi. Ồ, thì ra ngươi là một kẻ lạ mặt tới đây giúp bọn chúng à. Ngươi mặc dù to lớn hơn bọn chúng, nhưng so với bọn ta thì còn nhỏ lắm. Đến lúc rồi, bọn ta sẽ dùng những sợi dây này xiết cắt đứt cổ của ngươi, để ngươi khỏi phải nhiều lời leo mép và thích chung với cái lũ khốn kiếp ở đây. Cái gì? Cái gì? Các ngươi đòi giết ta bằng những sợi dây vô dụng này à? Ta sẽ giúp các ngươi cắt đứt nó thành từng khúc. Dạ, dạ. Chết đi, chết đi. Lũ quái vật chết tiệt. Các ngươi đừng nghĩ chiếm được hành tinh này là sống vui vẻ một mình. Ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Ta sẽ phục hưng loài Skibidi Man ở đây trở nên hùng mạnh hơn. Mẹ kiếp mày. Ngươi là cứu tinh đến từ cánh cổng xuyên không của bọn ta tạo ra, đúng như vậy phải không? Không, không phải. À, mà cũng có thể là phải. Được rồi, lũ quái vật đã bị tôi tiêu diệt sạch. Tôi sẽ giúp mấy người sống lại và tiếp tục tồn tại tại hành tinh này. Không, không cần đâu. Mau, đi cứu thủ lĩnh của chúng tôi. Này ơi, cây ấy đang bị những con quái vật khổng lồ quay bắt. Cái gì? Còn có những con quái vật khổng lồ nữa à? Khốn kiếp. Được rồi, được rồi, tôi sẽ cứu thủ lĩnh của mấy bạn. Đâu rồi, đâu rồi? Rõ ràng những camera Eretus đó nói ở khu rừng này mà. Nơi đây rậm rạp quá đi, đúng là một môi trường sống lý tưởng mà. Chết tiệt, thứ gì? Sao mà khổng lồ thế kia? Trời đất ơi, so với mình chỉ là một con kiến mà thôi, làm sao có thể đánh lại chúng chứ? Mùi gì hôi thế này? Chết tiệt, dường như có một cái xác đang phân hủy. Thứ gì mà đỏ lét đỏ lồm thế kia? Là một tay tình có camera trên người. Không lẽ là thủ lĩnh của bọn camera Eretus? Chết tiệt, ông ta đã chết từ lâu rồi. Cơ thể ông ta bốc mùi thối rữa. Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi ha, hồi nãy camera Eretus bảo mình ăn thịt để lấy tủy của bọn chúng giúp mình hấp thụ phát triển cơ thể. Hay là mình cũng ăn tủy cơ thể của thủ lĩnh bọn chúng, hy vọng sẽ có gì đó biến đổi đặc sắc hơn. Được rồi, không có cách nào khác đâu. Quyết định gì đi, cứ thế mà làm. Thành công rồi, thành công rồi. Mình ngầu quá. Đây là trạng thái gì thế này? Sao toàn cơ thể mình là màu vàng không vậy? Chết tiệt, lại thêm một tên Skibidi Man khổng lồ xuất hiện nữa. Mẹ kiếm, bọn chúng ở đâu mà lắm thế? Rõ ràng chúng ta đã giết chết chúa tể của bọn chúng rồi mà. Đúng vậy, các người đã giết chết chống lại của họ. Hành tinh này đáng lẽ sẽ thuộc về các ngươi, nhưng mà ta xuất hiện để trừng phạt các ngươi vì những hành động độc ác đó. Chết tiệt, người của ta không thể cử động được. Khổ kiếp, thứ khổ kiếp đây đang làm cái quái quỷ gì vậy? Người rốt cuộc là kẻ nào? Người muốn gì? Chết đi, chết đi. Ta nói cho các ngươi biết, ta là một Clockman. Không, bây giờ ta đã đạt được trạng thái Upgrade. Không, chính xác hơn là trạng thái Ultra God tại tịch Clockman. Ta xuất hiện ở hành tinh này đại diện cho công lý chính nghĩa, lấy lại công bằng cho những camera Eretus đã chết. Và các ngươi là những sinh vật xấu xa thì phải bị trừng phạt tội lỗi của mình. Chết tiệt, chết tiệt, không thể nào.
từ nay ta sẽ đến tất cả những vũ trụ mà những loài yếu đuối bị ức hiếp, lấy lại công bằng cho họ, chấn chỉnh cả đa vũ trụ này.